xin chào các bạn hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là cái cách làm sữa chua dẻo để ăn cũng như là để bán và cái cách làm rất là nhanh chóng và tiện lợi và mình cũng chưa thấy ai chia sẻ trên mạng xã hội các bạn có thể là thành công ngay lần đầu tiên luôn và đặc biệt hơn là cái cách ủ sữa chua này trong nồi cơm điện rất là dễ làm hoặc bất cứ cái dụng cụ nào mà các anh chị trong nhà có cái sữa chua đông dẻo rất là ngon thì mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng làm nha để làm sữa chua dẻo thì mình chuẩn bị đây là hai hũ sữa chua cái và hai hộp sữa đặc và một lít sữa tươi có đường hoặc không đường cũng được đây mình dùng sữa tươi cô gái hà lan để ngon hơn thì các anh chị có thể sử dụng cái sữa rành lạc miêu hoặc là sữa long thành miêu cũng được nữa và thêm một lít nước và các anh chị nào mà ăn ngọt nhiều thì có thể sử dụng thêm đường thì một lúc nữa mình sẽ chia sẻ thích ăn ngọt thì sử dụng bao nhiêu đường ha và mình cho hai cái hũ sữa chua cái vào trong này và mình cho hai cái lon sữa đặc này vào trong sữa chua luôn cho hết hai lon sữa đặc này vào rồi thì mình đi nấu nước sôi nha rồi mình dùng đây là một lít nước và 100 g đường nếu các chị nào mà không thích ăn ngọt thì khỏi cho đường vào Trong khi chờ đợi nước sôi thì mình khuấy cái sữa chua và sữa đặc cho nó đều ra Và các anh chị nên khuấy một chiều Trong lúc làm sữa chua này luôn dùm em nha Khuấy một chiều thôi để sữa chua mà được dẻo hơn đó Mình khuấy nãy giờ mình thấy sữa chua sữa đặc nó đã đều rồi nha Nó nó đã trộn đều trong nhau rồi Thì bây giờ mình cho sữa tươi vào luôn Sữa tươi đây thì mình dùng một lít sữa tươi Có đường hoặc không đường cũng được nữa các anh chị nha và sữa chua và cái sữa tươi này thì nên để cho nó hết lạnh rồi mình hãy đem ra mình làm rồi mình cũng khuấy đều lên cho sữa chua sữa tươi và sữa đặc nó đều nha ha và cái nước sôi 100 độ này mình chế vào từ từ Thế anh chị đừng có ụp một cái vào trong này là cái nước nó quá nóng sẽ làm cho cái sữa chua mình nó bị chết men đó. Thì mình cứ chế từ từ vào như này nè. Nó chế y chang giống em luôn. Vừa chế nước sôi 100 độ này vào và vừa khuấy đều lên. Và nước sôi này là nước sôi có đường đó. Hồi nãy em có cho 100 g đường vào trong nước sôi đó. Thì các anh chị nào không thích ăn ngọt thì có thể là không sử dụng đường cũng vẫn được ha. Thì cái cách làm này em học được từ một người chị mà khi em về quê ăn Tết đó Chị em làm sữa chua bán, làm từng cái thùng mốt to thôi vậy nè để giao mối cho người ta đó Khuấy xong rồi cho vào bịch và cho vào thùng mốt đậy lại Vậy là vậy là xong rồi đó, rất là dễ luôn các anh chị thấy không Nói như vậy nè, lúc này các anh chị cảm nhận cái sữa chua của mình nó hơi nóng hơn cái nước uống một tí Như vậy là cái độ nóng nó đạt, nó đủ, nó vừa rồi đó nếu các anh chị đo độ thì giờ này là tầm khoảng là 50 độ C đó. Rồi mình khuấy đều xong rồi thì mình cho vào trong cái bọc, mình ủ trực tiếp trong cái bọc này luôn. Các anh chị có hũ sữa chua đó thì mình ủ trực tiếp trong cái hũ sữa chua này luôn. Rất là dễ đúng không các anh chị? Không cần mình cho những cái hũ sữa chua hay cái bịch sữa chua này vào trong nước nóng gì hết. Mình ủ trực tiếp như vậy là được cái phương pháp này làm em thấy đơn giản dễ làm và ai cũng có thể thành công hết á rồi mình cho vào trong cái nồi cái thao nói chung là cái gì cũng được hết á mà có cái nắp đậy lại là được à rồi còn lại một ít đây mình không có cho vào trong cái bịch mình để trong cái nồi cơm điện này để một lúc nó ủ xong cánh chị dễ dàng thấy hơn đó nếu mình cho vào trong bịch các chị khó thấy lắm rồi mình cho vào trong nồi cơm điện này thì mình cho vào nồi cơm điện hoặc là mình cho vào trong nồi inox nồi nhôm cũng được nữa nha chứ không nhất thiết là nồi cơm điện á miễn sao có cái nắp đậy là được và khi mình cho vào rồi bắt đầu mình ủ đó các anh chị thì các anh chị không có di chuyển cái sữa chua này cũng như không động đậy không nhúc nhích gì hết á cho nồi cơm điện này các anh chị để như vậy là được rồi không có cần che đậy gì hết còn đối với mà cái sữa chua mà các anh chị cho vào trong nồi hoặc là trong thao mà anh chị đậy nắp lại đó thì các anh chị nên cho một cái khăn hay là một cái mền gì đó các anh chị chùm lên giùm em mình ủ theo hai cách này cách nào cũng được các anh chị nha và mình để đây 12 tiếng nha sữa chua đã để được 12 tiếng rồi nè các anh chị là để yên 12 tiếng không nhúc nhích không động đậy luôn đó nếu mà anh chị bận việc quá đó thì để tối đa là 24 tiếng thôi nha nếu mà để 24 tiếng thì cái độ chua của sữa chua nó sẽ chua hơn, nó có vị chua hơn đó. Em mở nắp cái sữa chua mà ủ 12 tiếng trong bọc ra nè. Khi mình ủ đạt đó, thì cái sữa chua mình ủ trong bọc hay ủ trong nồi những gì, mình chút ngược xuống, cái sữa chua nó không bị chảy ra. Cảm giác nó đặc á, nó đặc nó sánh á. Nãy em quên cho vào trong cái hũ để em úp ngược xuống cho các anh chị thấy là cái sữa chua khi mình chút ngược, mình dốc ngược xuống Cái sữa nó không có bị chảy ra đó Là nó lên men thành công rồi đó Nó là các anh chị thấy không nè Để em lắc thử một cái ha Đó, mình lắc nó không bị chảy nước, không bị sóng sánh Đó là cái sữa chua mình ủ độ dẻo ngon Bây giờ em mang cái sữa chua trong nồi cơm điện ra cho các anh chị thấy ha Nè các anh chị thấy không nè Cái sữa chua nó sánh Nó dẻo mà mình lắc lắc nó cũng không có cái bị chảy ra nước mà nó rất là đặc sánh luôn Giống như cái tàu um, hũ mà mình ăn nước đường vậy đó Khi mình xúc lên là dẻo sánh đặc mịn nữa Lúc này các anh chị sẽ cảm nhận được cái mùi thơm cực kỳ luôn Đó như vậy là các anh chị ủ thành công rồi Cách làm này á, đặc biệt nó rất là dễ luôn Các anh chị cứ khuấy đều xong rồi Cái mình cho nước nóng vào rồi Vậy là mình đậy lại mình ủ Không cần mình cắm điện trong nồi cơm điện Hoặc là không cần mình ủ bằng nước nóng gì hết Cứ ủ tự nhiên như vậy Mà cái sữa chua cực kỳ dẻo luôn Các anh chị thấy không nè Nó nó dẻo lắm luôn á Sữa chua mình ủ trong nồi cơm điện xong Thì mình cũng cho vào trong bọc ha Trong bọc hoặc là trong hũ sữa chua thì đem vô một bịch này nữa thôi. Thì tương tự như vậy các anh chị cột bọc lại ha. Nhưng mà khi mà ủ trong nồi cơm điện xong đó thì khi mình cột như vậy rất là khó hơn so với mình cột ngay ban đầu luôn, mình ủ trong cái bọc hoặc là cái hũ sữa chua luôn thì nó tiện và nó dễ hơn đó. <laughs> thì tùy theo cái cách mà anh chị lựa chọn, thấy cái nào dễ thì các anh chị làm ha theo em thì cho vào trong bọc ngay lúc đầu luôn thì nó dễ nó tiện hơn và nó nhanh hơn đó rồi bây giờ như vậy nè thì em sẽ cho vào trong đá khoảng 12 tiếng ha sữa chua em đông đá 12 tiếng đây nè đông đá xong nhưng mà nó vẫn dẻo anh chị ơi nó nó đông dẻo chứ nó không có đông cứng và nó không có bị dâm đá nữa và cái um, cách làm này á, thì nên để cái sữa chua cũng như là cái sữa tươi đó nó bớt lạnh đi rồi các anh chị hãy làm nha và thứ hai nữa là nên khuấy cái sữa chua và sữa đặc cho nó đều ra rồi mình hãy so sữa tươi và cho cái nước nóng nước sôi trăm độ vào và khi cho nước sôi 100 độ vào thì các anh chị nên cho nước sôi từ từ vào trong sữa chua để tránh cho cái sữa chua nó bị chết men đó. Và trong khi ủ, khi mình cho vào bọc rồi hay là mình cho vào son nồi rồi thì các anh chị đừng có di chuyển cái dụng cụ ủ trong vòng 12 tiếng dùm em. Khi mình ăn cái sữa chua này mình cảm nhận được nó thơm và nó có vị ngọt vừa phải mà đặc biệt là nó dẻo mềm mình ăn nó dẻo nó mịn nó mịn lắm nó không có bị dâm đá không có bị cứng nó đông nhưng mà nó đông dẻo cho anh chị ơi nó rất là dẻo luôn các anh chị ơi các anh chị hãy một lần làm thử để cảm nhận cái sữa chua này mình làm tại nhà nó ngon hơn là so với mình mua nữa đó các anh chị làm thử cho các cháu nha ăn, ăn mà ghiền luôn. <laughs> Rồi như vậy thì em cũng vừa chia sẻ xong cho các anh chị và các bạn là cách làm sữa chua dẻo tại nhà, ủ trong nồi cơm điện, ủ trong cái bịch sữa chua và ủ trong cái hũ sữa chua hay bất kỳ cái dụng cụ nào trong, trong gia đình có cũng được nữa. Và em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn xem và cũng như góp ý giúp em và em cũng xin chào ạ à. và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau nha